Sáng ngày 23 tháng 6, Công đoàn và Chi đoàn Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp với Công đoàn và Chi đoàn Phường Núi Sam tổ chức thực hiện phiên tòa hình sự giả, xét xử, vụ án hình sự về tội hành hạ con tại hội trường Quỹ ban Nhân dân Phường. Đây là phiên tòa giả định được tái hiện từ một vụ án có thật đã xét xử trong năm 2021, nội dung vụ án sát thực tế liên quan đến nạn bạo hành trẻ em. Quá trình diễn ra phiên tòa giả định, các tình tiết trong vụ án đã được tòa án nhân dân thành phố thay đổi về địa danh, tên họ, giữ bí mật thông tin, bí mật cá nhân cho bị cáo và bị hại. Phiên tòa giả định là một điểm mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, phản ánh những hành vi, các quy định của pháp luật về mức án được áp dụng cho các hành vi phạm tội, góp phần nâng cao nhận thức cho công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động và người dân về công tác gia đình, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Có thể nói phiên tòa giả định được Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc đầu tư kỹ lưỡng, công phu từ nội dung đến các tình tiết xét xử, nội dung tranh luận tại phiên tòa được diễn ra gây cấn. Lời cuốn đối với người xem, đây là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động giúp cho các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên có điều kiện tiếp cận thực tiễn, nâng cao kiến thức về pháp luật, góp phần xây dựng các mối quan hệ gắn kết, có trách nhiệm trong gia đình, tạo nền tảng để xây dựng xã hội ngày một văn minh.